đây là cái thủy cung. Thủy cung. Ui, trời ơi, thấy bụng nè. Rồi. Trời ơi, bự rồi. Bự ha. Bự quá. Thôi. Đẹp quá trời. Em mà nấu lẩu chua đồ, em mà nấu lẩu chua đồ, ok. Em mình ơi, mẹ bảo toàn mình ơi. Đẹp quá à. Ôi, xuất sắc. Wow. Ê, con nói giống cái mặt quá vậy. Bả cho ai? Ê, nó đang nghỉ. Nó mang lạnh. Đúng rồi. Alo, alo. Alo. Alo, alo, alo. Mang nhanh lắm á. Mang nhanh ha. Ê, ê. Đẹp quá à. Mình phải ở đây mới được. Mình phải giữ cho gia đình mình chơi ở đây mới được. Em coi mấy cái phim phim kinh dị á, là con cá mập nó đi tới nó hút vô cái này. Bể kiến. Bể kiến, nút kiến. Ghê hả? Ừ. Cái kiến này nhìn độ dày đó nè. Ừ. Dày cái này khoảng tầm ghê nè. 10 cm. Má ơi, độ dày của kiến này nè. Lâm ơi. Ba bảo không, Lâm này. Không thể nào là không phải là em kiếp trước được. Ê, kiếp này của tôi. Kiếp này luôn rồi. Đẹp quá. Ủa? Rồi. Nó là thiệt á hả? Ừ. Hả? Cái gì cơ? Bà sao bà giá xanh vậy? Ừ. Môi xanh lè vậy? Bà sao bà bị trúng độc rồi? Ê, tưởng cái cục đá hả? Cái gì cơ? Đừng khó nói như thế. Con nó máu nó thành ra xanh mỡ luôn á. Mình sao mình chen chen cái gì? Máu nó mà xanh đó luôn. Thiệt hả? Ừ. Màu xanh như vậy luôn. Cái gì mình? Ờ, nãy giờ nó tên mình quên rồi. Cái tên gì đó? Cái mó. Cái mó hả? Cái mó hả? Không, cái mó mình ở nhà ăn chút xíu mà. Mới nhận anh Giang nó còn cái mó. Con cá biển. Con cá biển. Là sao nữa vậy em? Ồ, ăn nó xà lơ. Ồ, xếp, tự sát. Mình ơi, trời ơi, kho báo kìa. Wow. Ủa, ê, kho báo này, dám vô nha. Cái mập kìa. Cái đó cá mập đúng rồi. Cái mập, cái mập. Ê, cá mập kìa. Ê, có ai muốn vô kho báo không? Cái mập là búa hả? Búa, cá mập là búa. Đồ. Thôi đừng đi hát cá mập búa nha anh em ơi. Ghê ghê ghê. Ủa đúng với bà này cũng mệt lắm. Ê, cho mấy bà này ăn cũng mệt hết. Hai con mắt nó cách xa kìa. Đẹp quá. Đẹp quá. Nè, hãy đấu với ta đi cùng đầu búa kia. Sợ quá, sợ quá. Trời. Cái con đầu búa này sao làm lợi đâu cho mặt ngựa tụi mình. Nó nghe nè, mình ở đây mình thấy tụi nó bình thường với mình xuống mà nước mà gặp tụi nó là mình cũng rồi là nó thấy mình bình thường á. Ừ, là lạnh nha. Ừ. Cỡ mấy con này là nó giết mình được rồi, không cần bự hơn đâu. Không mà đầu búa nó ăn nó không tính không con người. Anh giới thiệu cho này. Đây là bàn sứa. Ở the train. Ở the train. Ở the train. Là bơi trên đúng không ạ? On the dưới. On the dưới là bơi dưới thôi. Đây là bạn à. Between. Là bơi giữa. Ngon ngon. Ngon ngon. Đây bạn à. Con này con gì? Con cá ngựa. Đúng rồi. Về sứa kìa bạn sứa kìa con ơi. Bạn sứa kìa. Nhiều sứa quá. Nhiều sứa cái gì? Ôi cá ngân long kìa. Cá hoàng đế kìa. Cái này cá nước ngọt nha. À. Cá này du nhập nha. Đúng rồi. Đố tướng ở Đồng Nai mình cá này đâu nhiều? À, Hồ Trị An. Đúng rồi, rất là nhiều luôn. Dạ. Cá ngân long. Cá ngân long là đây đúng không? Đúng rồi. Đợt anh đi kéo lưới dưới Hồ Trị An gặp con cá này mạnh á. Thu rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mà nó ngon không anh? Mà nó ngon không anh? Được. Tôi vô đây mà hỏi ngon không? Đó, bây giờ mình qua bên khu vực bên đây, cá nước mặn nè. Rồi, nước mặn kìa con ơi. Đúng không? Ôi. Đúng rồi. Cá thác lát kìa. Không phải đâu, cá thác bà con thôi. Cá thác lát đúng không em? Dạ đúng rồi. À, nàng hai, nàng hai. Mà là bạn lại nha. À, cá đàn tiên á. Nàng hai là nó đùm là cũng như là bà con thân gần của cá thác lát mà là có... Cá thác lát là có chấm đấm mà mình thường mình hay ấy đó. Okay. Ôi cá diêu hồng kìa. Hả? Không, cá này cá tai tượng, bạch tạng. Phải không? Đúng rồi anh, tai tượng. Cá phát tài hả? Cá phát tài. Không, cá này tượng. Nè, người kia phát tài nè. Đi, thôi. Ôi cá dĩa. Ôi ôi. Trời ơi, đẹp quá vậy.
Ủa anh mê lắm luôn á. Đây là con gà gì anh? Cá dĩa. Cá dĩa hả? Ừ, gọi này, cá dĩa. Này, này. Nó sẽ thẹt quá, nó sẽ đúng không? Cái bà này là bà này nhập nước ngoài về nha mọi người. Em biết rồi. Bà này là bên Amazon nhiều nè. À, cá sấu quả tiện. Ui, cái mỏ hồi như là con cá sấu luôn. Nó dữ lắm á. Trời ơi, cá sấu quả tiện mà cái mỏ như con cá sấu. Đúng rồi. Tim cánh cột, tim cánh cột. Trời ơi, mẹ ơi. Thôi thôi mấy chim anh cục ở quầy à, công viên không nhá. Chim anh cục ở quầy à, công viên không không. Chim anh cục ngoài công viên à. Hello. Đau 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 đau. Đau kìa. Ủa tại vì ấy không. Ừ. Đâu vậy hả? Rồi nó cạp cái con rồi. Kiếm này quá lắm. Kiếm này quá lắm. Hay ăn mua đồ. Chui vô anh Quê ơi. Lâm ơi, chui vô, chui vô. Chui vô anh Quê ơi. No kìa, no edit kìa. Wet floor. Ui. Vô. Trời ơi. Vô ơi. Vô. Ê, vô đây vui nè, vô đây vui nè. Anh vô đây, anh vô đây, anh vô trước đi. Ê, vui nha. Đẹp quá vậy. Ôi, con cá mặt quỷ kìa. Ờ, cá mặt quỷ, cá quỷ. Cá quỷ đó. Ôi, cá mặt quỷ y như là mặt Lê Dương Bảo Lâm. Trời ơi. Lâu cá này là cá gì? Đây là cá Dương Lâm. Chào các bạn, đây là cá Dương Lâm Đồng Nai. Con cá này á là theo anh nhớ nó là con cá căng. Đúng rồi em nhớ. Cá căng. Căng lắm. Ờ cá căng. Trời ơi. Bạn em ơi, bạn nè, anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi. Ủa? Bạn, bạn nè. Dạ, đây là khu vực chim cánh cụt nhiệt đới, là chim cánh cụt sống ở nhiệt độ mát mẻ, không quá lạnh, và là có kích thước nhỏ đó. Các bạn chim cánh cụt này sẽ đến từ Nam Mỹ và phía Tây Nam của châu Phi. À, ở đây mình thấy có một con cá mặt quỷ. Lâu lắm rồi, cũng mấy năm rồi. Đúng rồi. Mình mới có một cái chương trình mà được yêu thương như thế này. Thì dĩ nhiên khi mình làm nó cũng có nhiều trục trặc đúng không? Cũng có lúc không hài lòng, có lúc hài lòng. Nhưng mà cũng may mắn là có sự nhìn nhận của khán giả là rất là yêu thương. Không phải dễ gì được yêu thương đâu. Tất cả anh em ở đây đều có một cái sự biết ơn cái người mang lại cái... Mình nói thu nhập thì nói chuyện nó thừa thải rồi. Mang lại cái con đường tương lai. Tiện đây là kể lại cho quý vị nghe là bữa có một cái ngày Trần Giang cùng đi bay làm một cái show. Đi bay anh bay. Đi bay đi show. Thì ở trong cái lounge thì có một cái cô tiếp viên hàng không của một hãng hàng không mới. Yeah. Trước khi mình lên máy bay thì cô lại cô chào. Cô nói em là Nguyễn Thị A. Mình cứ nghĩ là cho em xin tấm hình. Thường là giải vậy. Mình nói là cảm ơn vì tụi anh đã làm 2 ngày 1 đêm. Cảm ơn vì tụi anh đã làm 2 ngày 1 đêm. Và cảm ơn 2 ngày 1 đêm nên em có những thời gian em cảm thấy thoải mái lắm. Em mở lên làm xem thôi. Cái này chào anh. Thì lúc đó mình nghĩ là có những người ta thực sự là người ta cảm ơn mình nhiều. Và mình thì lại biết ơn về điều đó. Thì anh em chúng ta mỗi người sẽ có một cái đôi lời cảm ơn quý vị khán giả. Thì dĩ nhiên cái lời cảm ơn tự trong sâu thẳm ai cũng có rồi. Nhưng mà thôi thì mình nói ra luôn cho nó có một cái kỷ niệm đẹp ở một cái bữa tối cuối năm như thế này. Đối với em thì chắc chắn đầu tiên là rất là biết ơn tất cả những khán giả đồng hành cùng với mình suốt những ngày đầu tiên luôn á. Mà đến giờ này là mùa 2 rồi. Mà em một điều em rất là quý á, đó khi mà em đi lưu diễn bất kỳ đâu nha, ai cũng hỏi trời ơi sao lâu quá không quay lại.
khán giả nói là nhớ từng tập một mấy anh em là bị cái gì, nhưng mà ai cũng ngoài đường. Em thấy là khán giả còn nhớ tất cả những chi tiết đó luôn. Có những khán giả mà em đọc comment họ còn có góp ý rất là nhiều cho từng cá nhân anh em, rất là nhiều luôn nha. Nên thấy là tất cả những cái điều đó là làm cho mấy anh em tụi em cảm thấy là động lực rất là nhiều. Nên dù là trong mùa 2 này có những cái chặng đường nó cũng khá là khó khăn, di chuyển nhiều, nhưng mà đó là một cái nguồn động lực rất là lớn của tụi em. Và hy vọng lúc nào hai bộ đêm sẽ sống trong tim của mỗi người. Và cảm ơn khán giả ủng hộ chương trình. Nói quá trời nói. Nói quá ý luôn. Dạ. Những cánh chim én đang trao lượn trên bầu trời để báo tin là mùa xuân về. Thì một năm thì đối với Lê Dương Bảo Lâm thì được khán giả yêu quý rất là nhiều. Mà một năm có hạnh phúc, cũng có rất là nhiều biến cố. Nhưng mà năm mới rồi thì em chỉ chúc cho tất cả quý vị khán giả hai chữ bình an thôi. Mong mọi người yêu quý chương trình 2 ngày 1 đêm mãi mãi gọi là lúc nào cũng sống trong tim, ra sống trong tim, ra sống trong tim. Cũng như là chương trình của em sẽ nở những cánh hoa mai mùa Tết. Và đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Thấy chưa? Vô anh em dễ nè. Trời ơi cái gì mà trì xuống em kéo lên mệt quá anh Quy. Cá nhân em thì em cảm thấy em rất nhận được rất là nhiều cái tình thương từ cái chương trình này và từ tất cả khán giả. Nhưng mà đôi khi thì em tự hỏi là không biết mình có làm được cái gì cho khán giả hay không để mà xứng đáng nhận cái tình thương đó. Nhưng mà có một cái mà em cảm thấy rất là nhiều động lực để mà mình tiếp tục mình làm cái công việc này là khi mà em đọc được một cái comment thì bạn nói là hồi đó giờ là gia đình của mình là lúc nào cũng mỗi người một nơi, không bao giờ mà tụ họp lại với nhau, chỉ có chương trình 2 ngày 1 đêm mới lại giúp gia đình của mình có thể vui vẻ và cười với nhau nhiều tới mức đó. Thì đó là lần đầu tiên mà em cảm thấy nó quá là xúc động, cảm giác là công việc mình làm rất rất là ý nghĩa. Và em chỉ muốn chúc cho tất cả khán giả là sẽ có thật là nhiều hạnh phúc, có rất nhiều bình an bên gia đình của mình để mà có thể tiếp tục cùng nhau tạo ra những cái kỷ niệm đẹp hơn. Dạ em cảm ơn. Hay quá, nói nhỏ sâu mà sắc. Nói chuyện sâu sắc. Hết đi. Sao mà nói nhỏ rồi, mà nó ấy quá à. Vô nè, vô nè. Rồi, còn lớn mà nói chuyện ấy quá. Thôi đừng có ký người ta nữa, kỳ quá Tết rồi. Tới anh đó, anh lo anh đi. Thôi thôi thôi, để ấy đi. Thứ tự đi, Tú đi. Tú thì đứng ở một vị trí là khán giả. Thì thực sự là khi mà em xem chương trình ấy, đó là cái sự tích cực. Mọi người rất là vui và em rất là yêu chương trình. Đây là lần đầu tiên em được tham gia chương trình thì thực sự nó cũng là một cái kỷ niệm rất lớn đối với em. Đứng ở một vị trí của khán giả thì em chúc lại cho dàn cast cũng như là tất cả các anh chị trong ekip sẽ luôn luôn có sức khỏe thật tốt, luôn luôn duy trì được cái nguồn năng lượng tích cực này và chơi hết mình. Bởi vì đối với em thì 2 ngày 1 đêm là một chương trình chơi hết mình và vui hết cỡ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mà anh Lâm đã chúc bình an thì em chúc cho khán giả luôn luôn có thiệt là nhiều niềm vui khi mà xem 2 ngày 1 đêm. Và đặc biệt là giống như Hiếu nói là tụi em hy vọng là tụi em là những cái chất kết dính để mà kết nối được gia đình của chúng ta. Và một cái điều mà em dám tự hào mà em nói ở đây là hôm bữa em khoe Hiếu là em dám nói là con yêu cha. Tại vì đối với một đứa con trai á, mà nói con yêu cha hay con yêu mẹ nó khó cực kỳ luôn á. Nhưng mà dạo này em dành thời gian nhiều cho gia đình hơn là cũng là nhờ chương trình 2 ngày 1 đêm. Xin hết. Chú Sáu Mình cũng đã từng được khán giả yêu mến. Nhưng mà cái khoảng thời gian 2 ngày 1 đêm á thì mình lại được thêm một cái điểm quý nữa là khán giả che chở mình, che chở mình, động viên mình. Mình thấy cái điều đó là rất là quý. Rồi thấy được là cái sự kết nối của nhiều khán giả thì tự nhiên mình thấy cái điều mình làm á nó càng ý nghĩa hơn, càng quý hơn. Và những cái mà cái điều tích cực mà khán giả hồi âm lại với mình á, mình nhận được, mình thấy nó là một cái động lực rất là lớn cho bản thân mình, cho mấy anh em. Rất 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 là cảm ơn quý khán giả đã luôn theo dõi, ủng hộ. Chỉ mong là từng quý khán giả giữ được sức khỏe, luôn luôn khỏe mạnh, khỏe mạnh và khỏe mạnh. Dạ.
chắc chắn là em chỉ là một cái người khách mời thôi, thì không thể nào mà có nhiều cái tâm tư tình cảm như anh em được. Nhưng mà đứng trên cương vị của một cái người mà được tham gia hai lần thì thật sự cái đầu tiên là mình cảm thấy là nó rất là may mắn. Tại vì mình cũng không phải là một cái người mà hoạt ngôn hay là một cái người mảng miếng giỏi. Gần như là mình nhận được sự giúp đỡ rất là nhiều từ cái mùa đầu tiên. Nhưng mà sau đó cái kết quả của cái mùa đầu tiên đem lại đó, thì mình cảm thấy là có rất nhiều người theo dõi chương trình và mình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như là đón nhận của mọi người. Khi quay lại mùa 2 á, thì có một cái cảm giác là tự nhiên nó thân thuộc mà nó vui hơn rất là nhiều. Thì em rất là biết ơn tất cả những cái điều đó từ chương trình và từ tất cả những anh em ở đây. Và em muốn chúc cho mọi người cái thứ mà em luôn luôn mong cầu nhất trong thời gian gần đây, đó là một cái sự bình yên thôi. Chúc cho tất cả khán giả cũng vậy. Và chúc cho tất cả anh em sẽ có nhiều sức khỏe để tiếp tục có những cái tập tiếp theo, mùa tiếp theo sẽ luôn luôn được đón nhận như vậy. Và xin cảm ơn khán giả đã đón nhận 2 ngày 1 đêm. Yeah. Đặc biệt là giống như Hiếu nói á, là tụi em hy vọng là tụi em là những cái chất kết dính để mà kết nối được gia đình của chúng ta. Và một cái điều mà em dám tự hào mà em nói ở đây á, là hôm bữa em khoe Hiếu là em dám nói là con yêu cha. Tại vì đối với một đứa con trai á, mà nói con yêu cha hay con yêu mẹ nó khó cực kỳ luôn á. Nhưng mà dạo này em dành thời gian nhiều cho gia đình hơn là cũng là nhờ chương trình 2 ngày 1 đêm. Xin hết. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.